xấu hổ quá mà. Cha, lần này á, cha phải lấy lại công bằng cho con. Phải chi con đừng có kênh kiểu á, thì chúng nó đâu có kiếm chuyện. Thúc Thúc, em bé đã mất bình tĩnh, Thúc đừng có châm vào vô lửa mà. Thật ra nhìn thằng đó cũng khôi ngô sáng láng, không nói ra thì đâu có ai biết. Thôi lỡ rồi con, không ai... Cha đừng có nói nữa được không? Chị biết là em đang tức, nhưng mà dù sao cũng mang tiếng có một đời chồng rồi, mà người ta thương mình thiệt tình, không ấy. Thôi mấy người em đi, cho tôi bình tĩnh được không? Đi ra ngoài đi, đi ra ngoài hết đi. Đi đi. Đi con Lan ơi. Tụi bây chờ đó, thù này ta sẽ trả. Cứ chống mắt lên mà coi, cứ chờ ta đó ba Hảo. Đi mấy đệ? Đi bao lâu huynh? Đi ngao du ít bữa, tránh cơn tam bành của người Ngọc. Chứ để em thôi, cô nàng giận lên kêu quan binh tới đây là chết. Dạ. Đi. 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 Nói quá hay, nói quá linh. Ông nói kỳ, ở đây miếu mà sao không linh? Thật hùng. Ai nói tới người? Tao nói bà Hảo kìa. Bà Hảo đúng là có tài nhìn xa trông rộng nha. Cái này là mấy người ép tôi. Chú huynh, bắt hết tống vô ngục đi. Đáng đời. Hình như cái này là đồng hương gặp nhau ha. Huynh. Đại nhân, mình xử lý mấy tên này sao đại nhân? Thì bắt nhốt chứ sao? Nhiều chuyện, ở hoài. Dạ. Giải vậy. Dạ đi, đi lên. Đi. Đi lên. Đi.